Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình đi cắm câu thôi bạn ơi. Kiếm cá lóc cá chè được coi. Gặp trời đang mưa đó chứ. Mới mưa lắm. Chuẩn bị đi cắm trời mưa. Thấy đau đầu chưa? Bữa nay thì mình cắm hai loại mồi. Đây là mấy con trùng hổ nè. Đây là mấy con dế. Mà dế không được bự nữa. Tại do cũng gần chỗ đó nó bán dạng như là dế không được bự. Kiếm dế cánh mà được có mấy con à. Như chủ yếu là mồi trùng hổ nè. Chỗ nào thấy ngon ngon thì mình cắm hai cần, hai loại mồi luôn. Dế này thì chủ yếu mình bắt cá lóc thôi, còn trùng này chủ yếu cá chê. Mình cắm mồi trùng này tỷ lệ mà xác suất chín cá lóc nó không được cao luôn, nó chỉ nhại nhại cá chê á. Và cá lóc nhiều khi nó đói bụng quá là gặp cục mồi này nó mới quất thôi. Chủ yếu là mồi dế á. Cá lóc thì mà đa số mình thấy nào giờ chủ yếu mình cắm mồi sống thì nhại nhất, như là nhái nè, với nhũi nè, rồi dế này nè, hay là cá bóng, nói chung là cá trắng mà mồi sống á. Chỗ mình thì không có nhái cơm, mình ghi kiếm vòng vòng cũng không có, rồi sôi cũng không có. Chỗ mình giờ mấy bạn kiếm một hai con nhái cơm là cả vấn đề đó. Là có mồi nhái cắm cá lóc nhảy lắm, hay là với nhũi đó. 5 giờ luôn, vừa chuẩn bị đi cắm trời mưa đau thiệt trời. Mong là tạnh mưa, tạnh mưa sớm sớm đi cắm chứ không thôi tao hù luôn, đuối đuối luôn. Mấy con gài thấy có mưa nè, với lại giấc chiều này nước đang lớn nè, bởi mình canh me gình mò con nước á. Mình nên hôm nay mới quyết định đi cắm câu mà gặp trời mưa nữa. Mẹ mình ba cũng mới đi xe giường vô bằng cỏ. Mà có gì hẹn các bạn tối nay nha, nếu cắm câu được thì hẹn bạn tối nay ha. Gọi mình với anh Khang đi thăm câu dính mê các bạn. Công nhận cái chè cá lóc dính ham mà gọi mấy con cá lóc nó chết lãng xẹt. Cắm câu vậy mình không có cỏ mà nó ngợp chết, hai cá lóc bự uổng ghê nha. Mong là lần này trúng mánh như lần rồi hoặc hơn nữa. Chỗ mình thì cá nó ít lắm bạn ơi, nên cắm câu dính được vài con là mừng lắm rồi. Không có gì hẹn bạn tối nay nha. Mong là trời tạnh mưa sớm đi cắm cầu rồi. Tới một chuyện nữa mưa thiệt tình chứ. Ủa, bạn nghe sấm chớp thấy ớn không? Ủa trời ơi, giờ này cũng 7 giờ rưỡi rồi, chuẩn bị đi thăm câu mà còn ngày mưa lớn gì thêm sấm chớp nữa. Đó đó, sáng ngời ớn lạnh chưa. Hên hồi nãy cắm câu xong á là vừa vô tới nhà luôn là trời mưa luôn. Hên không dính mưa. Mời các bạn cà phê nha. Cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống luôn. Trời ơi, cắm chắc thấy ớn không? Mong mà tạnh mưa sớm bạn ơi, để còn đi thăm câu nữa. Trời ầy đùng kiểu này mưa thì không sợ đâu. Có lẽ bạn có mưa đi thăm được, nhưng mà sợ là cái trời gầm nè, cái đó mới ớn lạnh. Nhìn cảnh này mấy bạn nào xem clip cũ mình khoảng 2 năm về trước á, xem hình như 2-3 clip mà lúc mà mình đi cắm câu ếch ở bên Long An các bạn. Đó giống vậy nè, lúc mình đi cuốn cầu đó, ánh thằng ô sấm chớp ị đùng nè, cái đồng nó rộng bao la luôn, không thấy nhà cửa cây cối hết á. Bên Long An mà xứ ruộng mà nhái hết, anh ngư kêu ngờ gần ghen ha. Mà đều nhái xanh không mà, chứ không có nhái cơm. Có nhái cơm là mình bắt nhái cơm mình đi cắm câu cá lóc rồi. Ủa cái trời sấm chớp ớn lạnh quá. Rồi có gì hẹn bạn xíu nữa nha. Mong là bữa nay víu víu đọt cho bạn coi cho nó phế phê. Chào các bạn nha. Giờ hai anh em mình bắt đầu đi thăm câu thôi bạn ơi. Quất cái đám mưa tao nó thốt thằng cái đám mưa luôn. Hên là giờ này cũng 8 giờ rồi đó, bây giờ tạnh mưa à. Lúc hồi nãy là 7 giờ rưỡi mà còn mưa đùng đùng á. Còn chớp nhán kìa. Ừ, mà bây giờ vẫn còn hơi chớp nhán chút đỉnh. Trời hết mưa là được rồi. Trời mưa vậy mà sao gì mà không có con nhái cơm để cầm câu nữa. $850.000 một thùng á. Trồng sầu riêng là thuốc với phân tốn, bà có tốn. Cần đòi hỏi phải có kỹ thuật mà thêm cái vốn mạnh nữa. 5-6 năm mới cho trái. Thứ gì chịu nổi. Mở hàng nha, trường đầu tiên. Quýu công liệt liệt. Xin cô vậy. Còn mồi luôn rồi. Ủa, chỗ này nè, chỗ này nó hiểm hóc vậy nó không có hả? Chim ru, ru, nhắn tanh chùa Bà Đanh. Mấy cái bít nào hả? Chồng không bán được trái nào hết trơn gì. Đi qua đây cũng được nè, hồi đó là mình đi bọc về thăm luôn. Cây cần đó hình như con bị vấn đề kìa, qua đó đi, quay phải. Cần đó hình như thấy cái gì đâu mà nó hình như bèo đồ nó lại lâm chân. Chỗ mình cá trắng dữ lắm.
Trời ơi, con nhìn nhện. Nó ăn con dế của mình. Để luôn đi, hồi nó cũng nhảy cá lóc lắm á. Nhện gần nó bự cắn. Có gần đây gần trùng tôi kỳ vậy. Mua nó dạt cái bèo vô. Quất. Cái mương địa hình ngon ghê, bèo mưa, nước linh láng bên đây. Làm con ấy lấy lòng tin coi. Thăm câu này con giác nó huê nhất cái đọt cặn liệt liệt quý quý. Sao đây? Còn mồi luôn. Hiu quạnh quạnh hiu luôn trời, chỗ này nó hiểm hóc vậy không có. Qua nó đậu nó chảy. Ngập mấy đường mương linh láng trơn. Hồi đó mà cảnh mà trời mưa lớn rồi, khoái ra sao vừa bắt mấy cái rảnh luôn. Cá rô á. Nó lóc lên bờ dữ lắm. Còn bây giờ dễ gì còn cảnh đó. Bây giờ kiếm con cái rô không ghe. Như kia có ai tụt quắc á, nghe quá trời kêu quắc quắc quắc. Trời mưa này cấm cái mồi nhại á, cái mồi dế hay mồi nhái cũng hơi dở. Do động nước á, cá cũng khó phát hiện mồi. Ê, có dấu hiệu kìa Khang, hai cần. Ê, có dấu hiệu kìa, từ. Ủa, cái lọt lá lúa bạn ơi, kìa. Từ. Còn không đây, đó dính. Ê, còn. Từ. Ôi, từ. Cầu lý bạn ơi. Ồ, cũng làm ghê. Ê, cái chân nghiến cái không nổi. Lóc có chê. Có chê. Ê, chê bự à. Kéo bên cây lên luôn. Lụm gạo bạn ơi, lên. Ôi. Tê tái cả người. Vậy nha. Còn mồi luôn. Còn mồi chạy lên trên luôn, lời được con mồi. Phải vậy chứ. Ôi trời quá, tụi mình chơi trắng gì bự lắm mà. Hốt hẹn lại đó, thăm câu là cảm giác nó phê chỗ đó đó, nó tê tái chỗ đó. Tôi cầm mấy cần, một cần nó mất tiêu. Nhìn cái đợt càng lúc gì nó nhiệt kìa. Đã gì đâu đã. Chỗ mình cá ít lắm, bởi vì dính được con cá nó mừng hết dạ. Người ta tưởng cá lóc bự. Hả? Người ta tưởng cá lóc mà là bự. Em thì nghĩ cá chê rồi, tại vì cái nhìn cái cần mồi dế nó không động đậy. Mồi trùng thì cá lóc xác xích có dính nhưng mà nó cũng thấp. Tai nào tục quắc tối nghe kia in nổi chứ. Tục lứ á. Chưa xong nữa hả? Chê khú dạ gì bé ngạnh chưa xong. Ừ, cái gọng đánh cá thằng Thánh của đại ca Khang mình đó. 3 kg còn vừa. Sửa cùng mồi xuống. Coi gọng cá. Lưới câu này dữ thiệt. Ừ? Lưới câu này dữ thiệt. Câu lúc đó mua hình như là 150 cần. Lúc qua bên Long An bào tới giờ. Lưới câu này nó được cái là nó không xét. Tính ra lâu lắm rồi chứ, cái năm mấy rồi đó. Chứ mấy cái lưỡi hộp xài đâu con tháng một là rồi, không cầm là xét chân. Mà lưỡi hộp cái là nó dính tịch lắm, nó nhạy, nó bén đó. Nhưng mà cái độ mà sảy nó thì cao hơn là lưỡi ngó này. Lưỡi ngó này móc là khó sảy hơn. Được rồi, còn dư mồi không ba? Sợ hồi thiếu mồi. Chỗ này dính cá chê, bởi vì anh chịu chơi được 2 cục mồi chà bá luôn ha. Có sửa con dế đây nha, nãy con cá xong bắt đầu nó cỏ nó tấp vô con dế chèo lên nè. Bữa nay thấy khả quan bạn ơi. Trước mắt là thăm cần thứ 3 là có hàng rồi. Cái mương chỗ đó cũng cạn ghê vậy, cái tre cũng dạng ha. Ờ, dẹt cái bèo dế nó đậu lên. Sáng kia làm con cá lóc coi. Chỗ mình thì nè, nhìn chung mình cấm câu bằng nào, giờ mình thấy cái tre nhiều hơn là cá lóc. Để coi bữa nào bớt mưa này nọ xong bắt đầu rủ anh Long về quê qua là mấy anh em mình qua Long An bào cắm câu bữa. Con dế nó bị nằm lên rồi. Máng lên cái mũi hòn dế ngủm. Cắm ghim xuống xíu. Dế ta mạnh sẵn đưa qua Đại Ca Khang cắm sữa một câu xíu con dế nó muốn ngủm luôn. Ok em, lấy cái cây lên luôn. Mà đây luôn nè Khang ơi, chuyện có cắm đây nè. Có chỗ này chị em đi thấy nó ngon lành quá mà. Sao đây? Nước mưa chảy xuống đục ngầu á. Ê, cái gì vậy? Xảy gì rồi? Cái cần nó xảy rồi đó. Con trùng chạy lên trên nhìn thấy không? Ừ.
quấn đó. Đó, nó quấn cái câu kìa, hình như lương cái gì nó rút kìa, xe dây luôn. Bà nói chứ, bữa nào đem mấy cái chấm lương ra thu phục nữa. Ừ. Cho mình trời mưa đặt lương chấm lương có lý à. Đi. Xíu lần kia. Sao? Cái gì con ốc ăn cái gì vậy? Không thấy cái gần nữa, gần đó nó động tĩnh nhúc nhích đó. Gần kia nó kỳ vậy. Hết mộ luôn cái gì vậy? Ờ chỗ này nó hiểm. Nước vậy nó lớn nó vô nè ông Khang. Chứ chiều mình cắm cái mương nó cũng chưa vô. Nó mới chảy vô. Ừ. Lúc vô là chứ không sao ổn. Vô xuống nóc cái gạo. Mới bài nữa, bài nghe in nổi dần. Đó, thằng kia nó không gặp. Chứ thằng đây nè. Chỗ đó đó. Sao đó không cần vậy? Chuyện cộng chỗ này cần hay cần quên anh ta? Đúng rồi, chiều nó cạn quá, em cộng không cần à. Đây nguyên cộng dây chì gai. Chỗ này là dễ bị sụp. Chỗ này bị sụp hoài. Cái cống đâu đây nè. Còn chỗ này hiểm quá, Trung Quốc trời. Mọi còn không? Còn. Thấy cái lưỡi câu không mà ba? Đó nè, mọi có không Trung coi. Đi đây toàn là ban không mà bạn ơi. Cỏ quá trời cỏ. Đậy. Ngu luôn hả? Còn nghe. Cái chỗ này hiểm hóc quá không có ta. Sáng lụm mà. Cần hết màu. Chỗ này mấy cây nhãn xuồng nó dè ra. Lội mương luôn. Cái mương này mương tù mà bao nhiêu nước mưa chịu quốc quá lớn. Từ 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 từ. Vậy không? Đâu? Thấy nhẹ quá. U mò cò. Ghi hết luôn rồi. Dế mà hết ngồi. Ngập lúc cái trơn. Dế mà hết ngồi bà cố. Trùng đi. Thôi cắm dế đi. Cái kia trùng rồi. Cái ớt chè mỉa mà nó tốt ghê hồn không? Trái rồi đâu? Ồ quá trời trái luôn. Làm con cá lóc ơi. Hả? Điệt hả? Ê, hồi mới nói linh dữ trời. Đó, con coi kìa. Rồi. Cũng được ha, cá lóc cũng được. Đã chưa, ú, lên. Mới nhắc nói rồi sao không chưa thấy con cá lóc. Lụm gạo bạn ơi. Cá lóc cho mình thì nó bự. Lóc đồng mà. Ăn dễ phải không? Gà ngon rồi. Lóc. Vô. Ăn hiểm. Nguyên cái bụi lục bình nó mà dẹt cái lỗ ra cắm câu mà chạy đâu cho thoát. Khang cũng làm hơi nhanh quá bạn. Chưa quay cận cảnh kỹ rõ ràng là ổng cũng dở lên rồi. Rồi coi nó xảy sao? Thế nặng à. Nó xảy lâu rồi ông nội. Tao phải từ từ chút. Coi nó phê chút. Tại cổng câu là cảm giác nó phê nhất là đã nhất là lúc mà đọt cằn nó nhịp. Sáng làm còn ký lồn nữa đây. Cái lục bình sát bên ghế mà nó ngồi nó bò lên không đó. Ngoài ha. Ồ, chứ cái này sao ớt nó chứ mị nhiều dữ ta. Phải công nhận nó tốt thiệt. Cái mương này thường ngày nó cạn quéo quẹo, không có cơn mưa, nước ngập linh láng vậy. Giống mùa nước nổi vậy. Ừ, có lý à, bữa nay có lý à. Trước mắt hai con rồi.
giờ nước cạn rồi nè. Không phải nước cạn đâu mà tại do cái mương trong đây của mình luôn, nó cao hơn. Cái mương thoát nước tuốt trong nhà bếp trống á, chỗ mình nó thu thường quay clip nó ăn nó chảy ra con gạch đó, chảy ra cái rãnh nước đó. Chỗ này chịu không, em nói không, chỗ này chịu, em thấy hấp dẫn lắm mà kìa. Ôi cái chê vậy, cái chê đó múc càng múc lên khăn ơi, ủa đã ghê bạn. Không, bởi vì hồi lúc trước chịu cắm chỗ này nó không có đâu, chịu cắm lụm liền có đó. Cái điểm này tao me lâu rồi, ăn dế, ăn dế ăn trùng trùng con này, sợ ăn trùng chạy lên phải không? Cái lử này nè, vậy nó ăn dế nè, dế mà khi nước nó ngập á, dế chết rồi nó lúc rồi nó muốt. Bữa nay khả quan quá bạn ơi, phải công nhận thiệt, mới thằng xíu mà tán ba con rồi. Trời mưa nè, nó đi lắm, sáng không biết nữa, không hiểm không hiểm đây, nó mưa mát mát trời nó đi. Nhiều nó đi nước tới đâu là cá nó lẹ, nước lên quá trời lên, mà thêm nước mình ca nước rồi, nước chiều 5 giờ lớn thêm tán thêm cơn mưa này nữa mà thôi ngập linh láng, nó rầm quá trời không dám đi thăm luôn. Tưởng đâu là xong luôn rồi, tới 10 giờ mới thăm á, trời vì mưa hồi nãy 7 giờ rưỡi còn mưa sấm chớp, sấm chớp từ lưa chứ sao dám chớp, sao dám đi được, cá dễ xảy nổi lưỡi câu nó xuyên qua. Để xuống đất dễ móc hàm trên, hàm trên dễ xảy nổi. Cái chê thường là cái mí hàm nó dài, nó cứng hơn là cái lóc, chứ nó bở lắm. Ủa, hai cái chê con cá lóc rồi. Ừ. Bữa nay lại quặn chúng hơn lần trước nè. Cái lóc trên đâu à? Nóc ổng khó thiệt chứ. Vô nó mới không ra được. Vô. Quá đã, quá đã. Nghiên cứu trên mạng nó mới thứ gì chịu nói, trời ơi, xe con dây kìa. Một coi cái giường ba mẹ mình không chồng ổi, có cái ổi này nè, trái kìa, nó nằm thánh thụ của nè, cái ham không hết hồn chứ, mấy ổi nổ tờ mấy trái nó ra quá trời ra, nó còn lại bỏ bớt nữa đó nha bạn, chứ không phải là nhiêu trái là bọc hết đâu. Không bỏ bớt là cây nó chịu nổi, suy cây. Đó hơi mềm đó, anh cắm một câu thẳng đứng lên á, chứ đừng sóc ngang quá nha, sóc ngang để kéo một câu đi được, đắt nó mềm sụm mà. Cắm nó thẳng đứng lên như như trụ cột vậy đó, như trụ điện. Để lại nước giờ đang chuẩn bị chảy cạn, sáng làm con nước câu. Giờ nó mất tầm cái trí. Bà nhá xanh, đứng đâu nhá cơm chứ. Vậy. Cút á. Sao vượn giờ cút dữ lắm. Bữa nay là khả quan rồi, trúng mánh. Mới thăm ít câu được gì thôi còn gì bằng. Sao? Ngu hả? Lại phải nhịp nhịp mà như nãy hả? Ru. Cái mương này lúc trước nó bự, sao giờ nó ba mấy, sao nó nhỏ xíu lại. Mương này thông với gạch, chỗ mình tính ra cá nó cũng nhiều, nhưng mà dân chích điện quá trời, chịu không nói. Chịu như cắm đâu đang cần nè. Nghe chăng cái bụi cái cây gì rồi, nghe chăng bị gánh đó. Chiều, đúng rồi, chiều chỗ này cạn quá, em không cấp. Nước giờ lúc bây giờ dế nổ hình hình, bây giờ thành thành mồi chìm luôn rồi. Hết mồi luôn kìa. Mấy ổi ruby cũng tâm khỏe, tốt quá. Cũng săn sóc dữ chứ mà. Có mương có cần câu chứ, hai cần, cần dế cần trùng
em mè chắc tối nè, nước dưới gạch lên sao đây. Trời ơi, trời, cái này nó hiểm hóc, không có á. Cái đó hết mọi vậy, còn ấy ấy cái bận nha, cái bận nha. Rồi mà nước ngập này dưới gạch đi lên, dưới đó còn gạch á. Mình canh me chỗ này mà dễ không có trời. Sáng lắm. Có một lụm sáng lụm. À, dưới đây con gạch nữa, hết rồi. Bọc qua. Ấy gì? Đúng là chỗ mình kiếm con nhát cơm không ra thiệt. Leo gạo. Ây da. Địa hình đây ấm hiểm lắm à. Xích lại kia chút. Xích lại kia chút. Xích lại đây nè. Ờ. Sao 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 từ 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 từ. Từ. Nó không phải hôm chiều nó. Ôi cái chày bự cái chày. Từ từ. Thấy không? Nó rồi mà chỗ này chiều lụm gạo không? Ủa ừ, ăn dế luôn kìa. Cái chè cái lóc bạn. Không biết nữa. Chưa đó con. Dạ hai cần luôn. Chè lóc đây. Không có chè quá. Quậy quá. Quậy quá chị vậy. Cái gì đây? Việc nhẹ thôi đừng bự quá nào. Chè. Rồi lên luôn. Trời ơi nó quậy kìa bạn ơi. Lên. Ủa chè bự nha. Quá khả quan rồi, trúng rồi, trúng rồi. Nó ăn ngoài quá trời ta. Ăn ngoài dế nhiều ha. Ừ. Mà dế một phần là do nước á. Nước ngập dế chết chìm sâu á. Mắm mùi dế hơn mùi trùng. Manh động chứ cưng. Cái chê này bự nè. Nó đã gì đâu đã bạn ơi. Vô rồi đậm lè đậm lét chẳng này rồi. Nửa cầu mà nó dính quá. Tán cần mưa cá đi ăn mạnh như đạn liền hả. Mưa nó mát cứ gì mà nó khai. Cái gì mà chơi. Thứ gì chịu cho nói. Này vô. Vô. Nói cái bị này chắc bữa nay đựng đủ quá. Này gình cá vậy không nổi quá. Đầy đầy, đầy bị luôn. Ừ, nặng các bạn. Thấy nặng ký để cái chi thấy nặng nặng liền rồi đó. Dòng nước cái nhiều mà cá nó dính một cái nó quậy thì ghê đã. Ừ, mấy cái chỗ trống trống vậy nè. Ừ. Quậy sổn 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 sổn. Dính quả nó gì như sổn sổn rồi đó. Ừ. Ủa cây cành nào chú liệm trái ghê hồn trời. Này không khác. Kẹo chân luôn á, như nhãn luôn á. Ủa cây cà na nó tốt bạn ơi, bông nó ra coi kìa. Hết hồn cây cà na chứ. Cà na này này mình ngâm với muối ha, ăn cứ nhức nách không phải chơi. Dễ cái gì chứ chọc thèm món này là dễ lắm nè bạn. Tới luôn bắt tay ơi. Sộn sộn trước nữa không? Hả? Rồi, như đâu đây nè, trống trống nè. Bên phải nè. Sao kiều đang câu đâu lúc chứ này. Chiều này có bờ giật, quay cắm trên cắm chục chút xuống nào à. Ồ, dính nó không? Làm giật mình không nổi. Hết mồi kìa. Nước lên dữ vậy. Con dế của mình khoảng cách bằng bao nhiêu cao mà lúc luôn tới mà đọt nó lúa luôn. Mưa. Nãy còn dế trùng đó. Dế lên thử coi, cần dế cần trùng. Gọi con nhái cơm nào tới số. Kiếm con nhát cơm sáng kiếm con cá lóc thôi. Cá lóc nó không biết đường đâu mà con nó liệt mất tiêu luôn á. Này nhái xanh nè. Chỗ mình nhái xanh thì bao. Nhưng mà nhái cơm thì hiếm quá. Mình nhớ có một lần nguyên cái vườn mình ba mình không phát cỏ trong lỏng hết này mình đi sôi hết luôn nguyên đêm luôn. Được có bốn con nhái, thiệt đau lòng thiệt chứ. Kiếm con cá lóc trọng trọng coi. Chỗ mình này, kiếm con cá lóc ký là gọi là kỳ tích rồi. Hồi lúc trước á mình với khu cắm câu có con ký. Còn bây giờ dễ gì. Trời ơi con câu. Mất màu. Này cắm mà trùng á. Mà trùng á. Cái này cá sặc nó dữ quá kìa. Canh nó che bự rồi. Ở đây chú Liễm với bên sao há trồng cà nai. Trồng cà nai nhiều dữ trời nè. Bông ra coi nè. Trắng vợ chẳng như bên kia con sao há luôn. Cái con trùng này bắt sao rồi. Ủa, chỗ này chẳng lỗ mồi hóc hiểm quá chứ quất hết mồi luôn rồi. Sợ mấy cái sặc nó khóa mồi đâu kịp cái chê cái lóc nó quất chèn qua clip luôn
gì chịu nổi không. Cái bờ ganh nó chèn luôn trời. Mưa nghe tiếng hồ mà cái gì. Đúng không khác gì cái mùa nước nổi gì chứ. Quê em mùa nước nổi. Rồi qua cái cống này là ăn quảng lúc mà lúc đầu nè. Nước quá trời nước. Ừ, nước kinh khủng. Không mưa lại là chịu, cái mưa lớn quá. Nước giờ cũng đang lớn vô nữa nè. Chứ chưa chảy cạn nữa đó. Ồ nhái nhảy kìa. Mà toàn là nhái xanh không. Tính ra khoảng nửa tháng nay bạn mình đi kiếm với nhũ với nhái mà để coi chỗ nào bán mình mua về mình cầm, không có. Săn lùng xuống tới Vĩnh Long luôn, không thấy được. Không có tiệm nào bán. Ừ, phải hiếm thiệt chứ. Không mà nhái bên Long An có bán nhiều không? Với nhũ dễ mà. Ừ, nói cầm câu với nhũ nó sắc sức cá chê cá lóc. Nhảy. Cấm mồi nào không qua mồi với nhũ nổi. Hả? Ở chỗ này nè. Cái này nó đã. Còn mồi nguyên hiện luôn. Chất quất. Ui quá chiều cầm chiều đặt chấm lương vô một căn ui. Chiều đặt chấm lương là vô đậm nữa rồi. Mà chiều trời mưa vậy mà vừa cắm câu mà vừa đặt chấm lương sao sao làm kịp. Thì ở cái gì đi bò không trời. Cái gì đâu mà nó lên phình vậy. Dưới gốc xài im ru luôn. Nó xảy gì vậy? Con vậy này, con dán qua đây luôn. Kéo qua đó dữ vậy. Cần kia còn mồi không? Còn luôn. Chỗ này nó ghê cái mương này, cái gì không có cá lóc trời. Là cái mương này lúc trước anh em mình cấm mà không có con nào luôn mà cá lóc không có, cá chê không có. Tức quá lần này cấm lại nữa mà sao không thấy cũng chất quất. Cái đền mương bạn coi này, hai mương dấp ganh nhau. Mà mương này sâu dữ lắm nha. Mương này mấy tay chích điện khó chích lắm mà tại cỏ nhiều rồi cái mương nó sâu nữa. Vậy mà cấm không có cá mới đau chứ. Ôi coi bọc coi nhìn thấy đẹp kìa. Giống như cái bông. Cái bọc xốp rồi. Sao khen con rồi. Nãy giờ mấy cần em gu trời. Cái mương này làm ăn không có được à. Giả từ cái mương này luôn á. Giả từ vũ khí rồi nhờ. Ngồi còn nguyên hiện luôn, chứng tỏ cái sặc cái này cái nọ cũng không bá vô. Hả? Đi đường đây vô chắc. Chụp được con nhái là sáng mai kiếm còn cá lóc rồi đó. Trời trời trời. Cũng có những cây rồi. Mò cái bọc dừa chỗ này khó vô. Cái này mà đi chợt cái là bảo đảm bạn rút đầu luôn á, lúng á. Tại cũng khen mò những cây quả thấy. Trời ơi, mưa nó động dũng rồi. Trời sao ơi, động tĩnh nhúc nhích gì không? Như hai cái câu nó thẳng như cục điện. Cầm nhái đi, mắt nhái móc luôn, chỗ này ngon. Hết mồi luôn. Cầm đường con nhái rồi. Thôi cho đi nãy giờ thấy được nhái. Sáng kiếm con cá lóc rồi. Rồi rồi còn con nào nữa không? Chứ kìa, kìa đường con. Trời ơi ngốc ma chà bá lửa luôn rồi không ra. Ăn con nữa nè. Nghĩ lại hơn năm trước thắm thằng ở bạn tin ông mình sôi mà ốc ma mà không còn một con luôn á. Lúc đó đặt chấm lương á, dịch á. Đâu có đi đâu được, tối ngày đi đặt chấm lương. Tao nói gọi riết mà đi ra mấy cây số luôn á, đêm nào cũng vậy đi sôi á. Nghĩ không còn một con ốc ma nhỏ cũng không còn luôn. Okay. Chỗ này nè. À, hình như có động tĩnh kìa. Đó. Từ 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 có động tĩnh mà ngồi nó quắn dữ lắm. Trên cua rồi. Trời. Kỳ vậy. Trời ơi cái lục sao nó muốn sao nó kéo vô quá trời mà chịu dẹt trong lỏng nè. Sao nó sen muốn đâu làm có chuyện sen sen kẻ chỗ đó. Cắt luôn, cắt động luôn muốn. Kỳ vậy. Tưởng nó lụm hàng rồi chứ chỗ này cái mương nó thông cũng thẳng tới con gạch chứ
sao đây, sao đây? Ừ, chỗ này cá sặc lắm chùm. Ừ, xác cái bông súng đẹp quá, không có bạn ơi. Xác hai bông súng còn mồi luôn. Cúp 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 cúp. Nè kìa đó, hai con kìa đó, đang bỏ đó, đó đó. Nè hai con rồi đó. Thả đi, quay phim thôi nè bạn coi nè. Dạng ra. Đó đó đó, hai con lận. Bắt cặp nó đẻ đây hay gì vậy? Dám đẻ đây lắm à. Nó lội chạy ra đó. Đó ba con rồi đó. Hai con bắt cặp đẻ gì đó. Lâu lâu ba mình ra đem phát cỏ không lụm trứng cút hoài không? Rỡ phát cỏ chứ trứng ngay chăn cái ổ nữa. Còn lại như hai cần nữa hết rồi. Nhưng còn cá lóc chập ba nữa coi. Được không? Trời ơi, trời ơi, ăn con đứa liệt kìa. Ủa, công đó luôn. Từ từ nha Khang, từ từ, từ từ, đó. Từ từ, từ. Nhịp, nhịp, quắn rồi. Ủa. Cá lóc cái gì đây? Lóc cá chè đi. Cá lóc quá. Đồ, quá đã bạn ơi, rồi, lụm gạo. Chưa đâu, con cá gì đây? Lóc cá chè. Là như cá lóc đó. Trời 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 trời, trời làm ghê. Ồ dế. Đừng cầm con kiểu đó. Hả? Nhổ câu đi, nhổ đi, nhổ câu. Ủa cái chê bự dưới đây. Nó nằm có trời trời trời. Đâu nghĩ cái chê bự dưới bạn. Vô rồi, vô rồi. Thánh thằng ô cái chê kìa, đúng chưa trời chứ. Hết nó nổi chứ. Siêu to khổng lồ. Cái chân cái dừa á, chiều em cắm đó, nó bu đỏ dẹ vậy. Hết hồn cái chê không? Chê quá. Nó cái lóc bự dưới trời. Nhìn cái đầu cái chê hết hồn á. Ấn ốc. Đã gì đâu bạn. Còn hai cần này hai cần nữa là hết rồi. Cần chân ống cống này mà sao thoát nổi trời mưa nè. Trời mưa chảy ra nè. Lụm liền. Dế gì vậy? Quất một dế. Dế bên này nước nó ngập đó, nó thành màu chìm luôn. Bởi vì sao cá nhà cái chê nó mám màu dế hơn màu trùng vậy. Chỗ mình như trùng nhiều sao nó. Nàng nghĩ nó ngán sao. Trời tiếng nó trời. Tiếng lửa. Giờ nó giết anh nói con. Còn chứ nữa. Nó trắng ngự chứ. Nó tới cái bụng luôn nè ông ơi. Ăn dư mồi quá. Vô, ủ đầy luôn rồi. Chê nửa ký lồ. Con này lần nửa ký được. Tại cái chê thường là nó nhẹ ký hơn là cá lóc. Thấy cái chê bự chứ nó không có nặng ký bằng cá lóc. Vừa rồi ông ơi. Hả? Cái rộng này không vừa rồi. Đầy rộng rồi. Chết luôn. Sao đây? Để cái đầu nó vô trước nó lóc vô. Để cái đầu nó cầm bợ nó. Ê, ăn con nữa. Trời ơi trời. Mời đi đổi rộng khác. Trả cái anh đỡ cái đầu nữa anh đỡ. Ừ. Còn con kia lan ốc. Rồi chỗ mình cá ít xịu bạn, bởi vì đề cao mình không thiết kế cái rộng á. Cọc đời không. Nãy đi lấy cái túi lưới gắn là được rồi. Nó lóc hàng kìa chưa. Còn con kia hồi quay lại mất tiêu cừ lộn gột nè. Con bự nhất nè. Quẹt hả? Quẹt không sao. Trời ơi. Bàn tay chú xe nhớt không nhậm gì. Nó chứ quẹt không người ta tê dễ hoài. Nó cặp bên kia. Đã vô thùng không có giáp luôn. Bạn coi cái chơi nó dài hơn cái thùng. À, rồi nặng chịch ông nội ơi. Tới con câu ơi. Hồ nó lại con nhà nó có đồ dẻo khó nó gặp rễ nghĩ rồi. Câu này vẫn còn tốt đó nhưng mà thấy bà rồi. Móc dế, móc gượng với cánh cực quá. Chiều cũng cấm cái này tôi nghe trong lòng em như nghi rồi sao khoảng được. Cái địa điểm này là điểm mình thường bào cấm câu ở sau vườn mình là không thể nào bỏ địa điểm này. Ngay chân rãnh nước trời mưa là lóc liền lội tới là lui chỗ này liền dế cho móc kìa nó quậy trùng bay lên cái bụi lục bình luôn. Mình cấm hai cần về thì nó hơi phí mà một phần là chỗ mình là cái điểm cấm câu nó không có nhiều. Mưa xỉu à, kiểu mình cắm chỗ nào chắc ăn chỗ đó đó. Chứ thật ra mình cắm hai cần thì nó hơi phí câu thiệt. Rồi nếu mình cắm một dế không thì nó tỷ lệ nó hết mồi nhiều quá. Cái lóc cá chê chưa lại là nó hết mồi rồi. Mấy cá sặc, cá trắng rồi nó phá dữ lắm. Đó, cần này là cần cúng cùi rồi nè. Hổ chót. Tán tìm còn coi. Rồi đúng thẳng cái cơ luôn. Ngon quá trời kìa. Chỗ này không có nè. Cái chỗ này mấy bạn nào xem clip cũ mình á, mình đúng thu á là bợ con cá chê 1 ký mấy luôn á. Hết hồn luôn gấp đôi con cá chê này nè. Cái chỗ gốc dừa nè. À, giờ hai anh em vô thôi. Tối này chúng đậm lè đậm lét luôn, không ngờ thiệt chứ. Dạ. Ừ.
Thánh thần. Rồi cái vớn của đại ca khen mình nữa kìa. Sáng bận gắn bành kia. Chết không? Tự tình thấy ớn không? Ờ không ngờ bữa nay trúng ra, trúng ra là trúng hơn lần rồi luôn. Đúng rồi. Năm cái chê rồi. Ừ. Đều có chê không à. Không ngờ luôn á, bữa nay sao tối nay là trúng vậy. Là chỗ mình nó cá nó hơi ít hơn, mỗi lần mà dính được gì thì nó thiệt là không thể nào tin nổi rồi đó. Còn mấy bạn nào ở đồng ruộng cá nhiều thì không nói rồi. Còn của mình thì làm bì bao rồi không, giờ cá ít lắm. Gặp dân chích điện thôi ngự. Được gì thôi, không thể nào mà tưởng tượng nổi rồi đó. Ngoài sức mong đợi. Qua qua ở này chứ qua. Đây xui hàng bốc hàng luôn. Cái này cái lóc ở trên ngậm riêng nha, hồi sáng là cái lóc ngủm. Lóc vô đây nè. Cái này lấy xô rồi. Đây tôi gắn anh em mình đã phải gắn rồi mà còn nè. Chưa xử lý nữa đó. Nào là món. Cái tre này bự mỡ gì nó manh động quá, manh động. Ôi ôi. Con nó mê không? Đã, con đã gì đâu đã. 2-4 cái tre con cá lóc. Cái tre giờ hốt còn chót nè. Cuối đời gặp lan nè. 3 cái tre con cá lóc. Cái này không thể ngờ là trúng dữ vậy. Bữa nay cũng ngộ bạn. Thường cái tre nó mám màu trùng lắm rồi. Bữa nay nó dính màu dế ra phần là dính. Đa phần dính màu dế. Do mưa đó rồi nó ngập ngập nước mà còn dế mình nó chết rồi nó chìm xuống kiểu mà cắm câu mà chìm á, để xác sức nó dính cái mà dế nhiều hơn mà trùng đã ha, đã ha. Chê uống nụ nặng một khúc cứ gì chịu nổi chứ lóc nãy chữ phóng bộ là bình xộn xộn sáng mai kiếm được 3-4 con nữa coi như là ngon lành bạn ơi, ai biết khoảng thời 6-7 con trúng hơn ban đêm này nữa thì sao, tại nước giờ cũng đang lớn nè. Ấm hiểm, ấm hiểm. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Thứ bảy nhật chịu cũng không nổi. Rồi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem tiếp về vui vẻ nha. Hẹn bạn sáng mai. Mong là sáng mai bội thu nữa bạn ơi. Mà với tình hình này sáng mai cũng có khả quan. Tại giờ mưa cũng đang tạnh rồi nè. Thêm nước đang lớn lên nữa. Giờ để anh Khang đi gọng mấy cá này kìa. Ôi cũng phóng rồi kìa. Rồi chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà sáng mai nha.